Xin chào tất cả các bạn, tôi là Duy Hoan, phụ trách giám sát thiết kế tại công ty cổ phần kiến trúc Tân Á. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp, có thể là một mẫu biệt thự, một nhà cấp 4, một mẫu nhà vườn, một mẫu nhà ống, hay là những mẫu nhà mà chúng tôi vừa thiết kế vừa thi công trọn gói cùng với công ty cổ phần kiến trúc Tân Á. Thì mục đích của chúng tôi là giúp các bạn có kiến thức về xây dựng, có thể so sánh giữa thiết kế và thực tế, giữa các cái mẫu sơn với nhau, các cái mẫu gạch, cái mẫu sơn vườn đẹp để các bạn có thể áp dụng vào công trình ngôi nhà của mình. Thì hôm nay cứ đến hẹn lại lên, công ty chúng tôi giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà được chúng tôi thiết kế cho anh Tài ở xã Tân Hòa, huyện Nghệ Đan, tỉnh Nghệ An, với kích thước là 15,5 x 10,4 m và chi phí đầu tư dự kiến là 800 đến 900 triệu đồng. Các bạn vào YouTube hay gõ nhà đẹp Tân Á, sau đó đăng ký và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ một video nào nha các bạn. Thì ở trên kênh của chúng tôi thì có đầy đủ các cái mẫu nhà, các cái kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công để cho các bạn có thể là thoải mái lựa chọn cái mẫu nhà và tham khảo thêm những cái kiến thức cho riêng mình. Ngay sau đây mời các bạn cùng ngắm qua cái phối cảnh phía ngoài của công trình nhà anh Tài. Thì, khi anh Tài gọi cho chúng tôi về thì anh bảo là anh thích một mẫu nhà một tầng mái Nhật, phong cách hiện đại và màu sắc phải bắt mắt một xíu. Thì nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của anh Tài thì anh em chúng tôi đã thiết kế cho anh một mẫu nhà biệt thự vườn mái Thái, và anh cùng các gia đình trong thành viên trong gia đình cũng là của anh là cũng rất ưng ý và hài lòng. Thì ngoài ngôi nhà được chúng tôi thiết kế gồm một sảnh chính đó và một cái gara phía ngoài. Thì ngoài ra ở phía ngoài thì chúng tôi cũng bố trí cho anh Tài là cả cái bồn để trồng hoa ở trước khuôn viên của ngôi nhà, tạo cho không gian ngôi nhà tạo không gian xanh cho ngôi nhà. Và ở phía bên tay phải vào thì chúng tôi có bố trí cho tại một cái chòi để cho gia đình có thể uống nước hoặc uống trà hoặc tiếp khách ở bên này. Tám cấp của ngôi nhà thì chúng tôi thiết kế là 5 bậc. Hai bên sảnh của chúng tôi có để đắp các cái trụ nổi thế này để cho chủ nhà có thể bỏ các cái chậu hoa ở hai bên như cổng chính này. Ở sảnh chính thì chúng tôi có bố trí hai trụ chính và to rất chắc chắn và khỏe, rất khỏe. Và được sơn màu trắng. Và phía trong thì chúng tôi có ở giữa thì chúng tôi có đi thiết kế là một chỉ ấm được sơn màu vàng trùng với màu của cái chấn tường và cái trụ này, cả cái trụ chấn tường này. Ở cả cái góc ở cạnh trụ tường thì chúng tôi có bố trí các cái để gặp các cái gạch giả đá tạo sự chắc chắn và hình khối đó ngôi nhà. Ở cái gơ phân tường, cái cổ mái này hay gọi là cổ mái này thì chúng tôi bố trí các cái gạch inox màu khí rất là đẹp và sáng trọng, kết hợp với đó là các cái chỉ phao cỡ lớn chạy dọc theo chu vi của ngôi nhà
để xung quanh ngôi nhà. Đấy, phần cửa cửa của ngôi nhà thì toàn bộ phía ngoài thì chúng tôi bố trí cửa nhôm kính, và duy nhất cái cửa chỉnh ở sảnh giữa này thì chúng tôi thiết kế cửa gỗ kính, rất là được chạm khắc, là rất tinh vi, rất là sáng trọng và bắt mắt. Ở giữa này thì chúng tôi cũng việc thiết kế là một cái gạch chiếu rất là đẹp. Về phần mái của ngôi nhà này thì chúng tôi có thiết kế nhiều mái nhỏ kết hợp với mái to, ốm tròn lại nhau theo phong cách Nhật rất là đẹp. Và trên mỗi chọt mái thì chúng tôi bố trí các cái kim chống sét để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà nếu gặp trường hợp xấu có thể xảy ra như sấm sét. Rồi chúng ta cùng đi vào phần công năng của ngôi nhà này. Thì công năng của ngôi nhà này thì đây chúng ta đây là đi vào, đây là sảnh chính của ngôi nhà. Vào đây thì chúng ta có thấy cái phòng khách của ngôi nhà. Đây là cái kệ tivi. Và đây là cái bộ bàn ghế sofa của phòng khách, là bàn uống nước. Và phía ngoài này thì chúng tôi có bố trí là một cái cửa hông để đi ra cái gara này. Và đi vào đây là chúng ta có một cái phòng ngủ thứ nhất là 16 mét vuông, được bố trí là nội thất đầy đủ bao gồm giường, bàn trang điểm, đốn để bóng ngủ, đèn ngủ và tủ quần áo, đây kệ tivi. Và đi ra ngoài này thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh chung với kích thước là 5,6 mét vuông, bao gồm lavabo, rồi bệt sĩ và bồn tắm riêng. Và bên ngoài thì đấy là cái phòng bếp thì ở đấy chúng tôi thiết kế, đây là chậu rửa được gắn sáng theo trung tương với nhà vệ sinh để thuận tiện cho việc xả nước thải với chuồng bể phốt. Và ra đây thì với bộ ở phía bên này thì chúng tôi có bố trí cái thiết kế là bếp ga và ống hút mùi ở phía bên này. Và ở đây thì là chúng tôi có bố trí là một cái bàn để đồ ăn, khi mình nấu thức ăn xong mình có thể bỏ thế này và khi nào ăn thì mình chuyển sang cái bàn ăn. Và đấy chúng tôi có thiết kế một cái tủ rượu. Đây, phòng ngủ thứ hai thì là chúng tôi thiết kế là 16 mét vuông, cũng bao gồm đầy đủ cái nội thất trong phòng ngủ, gồm giường, tủ và bàn trang điểm, tivi rất rộng rãi và thoải mái. Và đi ra đây thì kể cho gia chủ chúng tôi tưởng là một cái phòng thờ của diện tích là 13,9 mét vuông. Đây là đi ra ban công phía trước của ngôi nhà. Và đi vào đây thì cũng có một cái phòng ngủ thứ ba là có diện tích là 23,7 mét vuông, là bao gồm cái nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ này luôn. Ở chỗ phòng khách này thì chúng tôi có thiết kế cho gia chủ một cái cửa nách đi ra phía sau nhà. Chúng tôi bố trí ở chỗ này. Đây là cái mặt bằng mái của cấu trình. Ở đây là cả cái mặt cắt của ngôi nhà.
Một lần nữa thì chúng ta cùng nhìn qua phối cảnh phía ngoài ngôi nhà rất là đẹp và bắt mắt. Các bạn đều thích cái mẫu biệt thự nhà vườn này thì hãy đăng ký và chia sẻ để tôi sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Xin chào các bạn.